Thưa quý vị, vừa qua, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng Jakabe Yoshinori đã đến thăm và chào xã giao Công an thành phố Đà Nẵng trên cương vị mới. Thay mặt lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chào mừng Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng đã đến thăm làm việc với Công an thành phố, khẳng định Công an thành phố Đà Nẵng sẽ làm hết sức mình đảm bảo an ninh an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và công dân Nhật Bản đang sinh sống làm việc tại thành phố Đà Nẵng và tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển du lịch giữa hai nước. Ngài Tổng lãnh sự khẳng định trên cương vị của mình sẽ làm hết trách nhiệm để giúp cho mối quan hệ giữa Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan pháp luật của Nhật Bản nói riêng và hai nước nói chung ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển sâu rộng hơn.